Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 27 quy định về cải cách chính sách tiền lương, trong đó bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể. Xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện nay, bảo đảm tiền lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến sẽ ban hành 5 bảng lương mới vào năm 2022 thực hiện theo cách tính lương mới này. Và nếu được thông qua thì tháng 7 năm 2022, bảng lương này sẽ được áp dụng để tính lương cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Rõ ràng vấn đề cải cách tiền lương quốc gia đã được đưa ra từ lâu với lộ trình thích hợp cho việc thực hiện các bước. Song đến nay, công cuộc này vẫn đang gặp một số khó khăn về cách tính thang bảng lương theo vị trí việc làm, phụ cấp, cũng như tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến nguồn ngân sách chi cho cải cách. Thưa quý vị, năm 2020 và dự kiến trong năm 2021, vấn đề tăng lương cơ sở hay lương tối thiểu vùng cũng vẫn bị tạm dừng lại do những hệ lụy của đại dịch COVID-19 với doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, không bởi vì thế mà chúng ta có thể quên việc cải cách tiền lương, vì đây chính là động lực làm việc của người lao động, làm theo công việc, hưởng theo thành quả. Nhưng vấn đề này cần được thực hiện như thế nào để hoàn thành mục tiêu, bảo đảm quyền lợi người lao động? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo ông thì để hoàn thành được mục tiêu cải cách tiền lương quốc gia vào năm 2022 thì đâu sẽ là nhân tố quyết định? Chính sách cải cách tiền lương theo cái nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương thì rõ ràng là chúng ta đã quán triệt cái nguyên tắc là phải tiến hành đồng bộ với nhiều cái giải pháp và cùng với nhiều cái chính sách đi liền với cái chính sách tiền lương. Chúng ta biết rằng cái bộ máy của chúng ta còn có nhiều cái bộ phận công kênh trồng kéo và thậm chí là biên chế rất là lớn. Vì vậy là cái việc mà cái cải cách tiền lương này phải gắn với thủ tục là cải cách cái thủ tục hành chính này, thì tinh giản biên chế này, tổ chức bộ máy một cách khoa học hợp lý để giảm thiểu cái người hưởng lương ấy. Chúng ta thấy hiện nay cái tình trạng là cái phụ cấp rất là nhiều cái loại phụ cấp. Rồi đặc biệt là có một cái số là ngành nghề này, một số cơ quan là hưởng cái tiền lương theo cái đặc thù của ngành nghề cũng rất là nhiều. Thì bây giờ là theo cái nguyên tắc của cái nghị quyết 27, tức là khi cải cách thì cái tổng quỹ tiền lương cơ bản là phải chiếm là 70%, các cái loại phụ cấp không được vượt quá 30%. Thì bây giờ điều chỉnh cái chỗ này cũng không phải là dễ. Chúng ta biết rằng là khi cải cách chính sách tiền lương ở cái khu vực công là phải thực hiện làm sao mà gắn cái vị trí việc làm. Thế thì bây giờ cái việc thứ nhất là phải xác định được cái vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Đây là một cái việc không phải là dễ. Để thực hiện được thì chúng ta phải tiến hành và phải có một cái vấn đề thực hiện rất nghiêm túc. Khi mà chúng ta xây dựng thang bảng lương theo vị trí việc làm thì theo ông, đâu là khó khăn nhất ạ? Đầu tiên là các cơ quan chức năng phải xác định được cái chức năng nhiệm vụ một cách khoa học hợp lý. Hiện nay có cùng một cơ quan thì có thể có rất nhiều cái bộ phận có những cái chức năng nhiệm vụ nó trùng lắp. Thì quả thực đây là một cái vấn đề vừa đảm bảo theo cái mới nhưng mà cũng phải đảm bảo cái tính ổn định vì duy trì được cái lực lượng lao động. Theo số liệu mà chúng tôi đặc biệt thì hầu hết các cái cơ quan đã có những cái cố gắng đã xây dựng được cái vị trí việc làm. Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ triển khai được cái thời điểm nào, bởi vì theo cái cải cách tiền lương mới thì có thể nó phát sinh một cái khoản ngân sách nhất định và tăng thêm và đòi hỏi cái ngân sách nhà nước phải hỗ trợ vào. Và trong cái bối cảnh mà kinh tế, nền kinh tế của chúng ta đang gặp cái đại dịch COVID-19, thế thì cái việc mà cải cách chính sách này chắc là cũng sẽ có ảnh hưởng. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, việc ban hành các bảng lương dựa trên vị trí việc làm giúp cho việc tính lương được cụ thể, không cào bằng, bảo đảm khuyến khích sự sáng tạo, phát triển trong người lao động. Điều này cũng được cho là sẽ xóa bỏ kiểu tính lương dựa trên thâm niên, tránh tình trạng sống lâu lên lão làng. Đặc biệt, cải cách bảng lương sẽ đưa tiền lương về một mối, tránh tình trạng một mức lương có tới 10 đến 20 khoản phụ cấp bất bình đẳng, thủ tiêu sự cố gắng của người làm công ăn lương như hiện nay. Do đó, đã đến lúc công cuộc cải cách tiền lương cần được đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn.